hôm nay làm nấu cơm trong chùa. Nếu bà chúa xứ mộng nhớ chuột mớt nha, đẹp lắm. Đó, mình quay cho mình coi. Cô, này có 2 phút có hình. Chị này chụp tấm kỷ niệm hả chị? Wow. Nay mùng 4 tháng 3 rồi nha cả nhà. Mùng 4 tháng 3 cả nhà. Nay mình đi chùa. Nhưng cá. Cá trên. Nay mùng 4 tháng 3 ấy hả, chùa mớt cũng vắng rồi. Bên hồ.
cá nè, nhà ơi. Lớp cá. Đó. Đó, xung quanh bờ hồ nha. Bờ hồ này là chỗ nào mà nước lên là cá hả ấy. Nước quay trước ông Di Lạc. Đó, cá. Đó, ông Di Lạc ha. Chưa mất. Ở đây là 2, 3, 4. 6 gốc. 6 gốc là 6 cá. Cho cá ăn nó hết chị. Đó. Bà mở bà đi vô nha. Ở trong chùa kìa, thì giờ lên lại đây nè, đánh cái vòng ra bắt đầu ra lại đi ra luôn. Trời ơi, cái thân cây đẹp, đẹp ghê. Đó. Đó, mời cho cả nhà coi ha. Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Ê, chào bà. Được. Chụp tấm hình rồi mẹ.
bỏ vô túi hả, em mang theo. Heo đang chụp hình để coi viên lạc còn nó bò đẹp nè. Qua viên đồng hồ chụp tấm để lấy liền coi. Tấm hay. Đấy, đẹp ghê hả Đức ha. Quá đẹp. Dòng hai đất cái dòng đó tính dòng lại mấy nhân công á. Có lên được không? Cứ lên gần 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 mấy hả con ấy được không ơi? Đó, mình quay cho cả nhà coi nhau quá hả? Mà đứng trên mấy cái này được không mà hai? Trên hai cái con này nè. Đây nè, hai cái con đứng ở trên này nè. Có cái chỗ đứng lên không? Đó, chanh này nha, chanh. Trên quê em ruộng lúa. Để con quay xong rồi con lấy máy con chụp cho mọi hai á hả.